Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là video clip anh Ba Tiểu Vi sẽ chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi mà có tam hợp của năm Hợi Mão Mùi. Tuy nhiên là từ đầu năm đến giờ thì mình cũng đã nói sơ bằng clip 6 tháng đầu năm thì chỉ có nam mạng là tốt đẹp, nữ mạng thì cũng còn nhiều chuyện buồn phiền rối rắm. Vì sao? Vì nam mạng có sao Mộc Đức là sao chủ của năm, còn nữ mạng là sao Thủy Diệu ha. Công việc làm ăn của năm thì tuy là có một cái sao chủ tốt đẹp, tuy nhiên cái phần thiên can của chữ Ất á, nó khắc chữ Kỷ của năm thì công việc nó cứ nó không được thuận lợi hoàn toàn, nó vẫn còn có một cái gì đó gọi là cứ gặp trục trặc. Tuy nhiên là do Ất khắc Kỷ là chúng ta khắc năm, của các anh các chị khắc năm chứ không phải là năm khắc các anh các chị, cho nên là các anh các chị có thể giải quyết một chuyện, mọi chuyện nó cũng tương đối chứ không phải là đầy khó khăn như những người thí dụ như là Quý Hợi ha, bị Kỷ nó khắc quý thì thôi khỏi nói rồi ha, nặng nề. Địa chi thì là năm tam hợp như đã nói, thì người ta nói rằng tam hợp sẽ hóa giải được nhiều thứ, trong đó có cả hóa giải được tam tai. Tuy nhiên là tam hợp của năm này, cái phần chi của cái tử vi thì thường là người ta sẽ xét cho cái phần ngọn phần cái thôi, còn thiên can là phần gốc, cho nên là gia đạo từ đầu năm tới giờ cũng không quá có cái nhiều cái rắc rối đối với các anh các chị. Vẫn vào 6 tháng đầu năm thì rõ ràng thấy rõ rằng các anh nam nhiều thắng lợi, tuy nhiên nữ thì vẫn không có gì hết, vẫn loay hoay với mình vì cái sao Thủy Diệu chứ bạn. Rồi vận vào 6 tháng cuối năm thì đầu tiên hết thì phải nói tính tháng 7, thì vì mình đã làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, bây giờ mình ráp vô thôi. Thì tháng 7 là tháng Nhâm Thân, tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Nhâm Thân đó, thì là một tháng kim. Như vậy xét về trụ mệnh thì là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh thì không phải lo lắng về phần sức khỏe, mà nó còn khi mà bản mệnh được tương sinh đó, thì các phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, và vì thế các phúc tinh và tài tinh nó sẽ sáng lên làm cho cái người Ất Mão tài lộc nó hanh thông hơn, công việc nó ok hơn. Thiên can của cái tháng 7 là chữ Nhâm, như vậy Ất và Nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên chữ Nhâm nằm âm ngũ hành là Thủy, Ất giáp Ất là Mộc, cho nên rõ ràng là được tháng tương sinh, Thủy sinh Mộc cho nằm âm ngũ hành của thiên can, như vậy thì tài lộc cũng sẽ có nhưng không có quá lớn. Tháng 7 thì có vẻ là ngon lành ha, được tương sinh về mệnh, nạp âm ngũ hành của thiên can thì được tương sinh nữa, cho nên là dễ sinh tài lộc. Rồi địa chi thân với Mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy địa chi gia đạo tiếp tục là được tốt đẹp vì được cái địa chi tam hợp của năm mà kéo lên như vậy, gặp không xung không khắc của tháng thì chắc là mình nghĩ là mọi điều sẽ tốt đẹp. Nhất là các chị nữ với cái sao Thủy Diệu chiếu mạng đã gặp nhiều chuyện buồn phiền, tuy nhiên là tháng này chắc là sẽ không có chuyện buồn phiền trong gia đình đâu. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu, tháng Trung Thu của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Quý Dậu, tháng tiếp tục là một tháng kim, như vậy bổn mệnh cũng được tương sinh như là tháng 7, cho nên là sức khỏe bổn mạng tốt, phúc tinh tài tinh được hưởng lại. Ok, thiên can chữ Ất với chữ Quý tiếp tục là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Về mặt nạp âm ngũ hành thì Nhâm Quý là Thủy, Ất là Mộc, cho nên là cũng tiếp tục được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên tài lộc cũng tiếp tục là ngon lành. Như vậy là xét về mệnh về thiên can thì tháng 7 và tháng 8 là ngon lành ha. Tuy nhiên tháng 8 là tháng Dậu ha, và Tý Ngọ Mão Dậu, Mão Dậu là gần nhau ở trong tứ hành xung,
là người ta còn gọi là lục xung. Mà lục xung là sao? Lục xung là mô tả sự đối chọi nhau, chống đối nhau, cho nên là gia đạo chắc chắn sẽ có vấn đề, nhiều rối rắm. Cho nên là nhất là các chị có cái sao thủy diệu chiếu mạng thì coi chừng có buồn phiền, còn các anh thì cẩn thận ha, đừng có thấy hai cái tháng tháng 7, tháng 8 làm ra được nhiều việc, thấy ok rồi tháng này khỏe rồi, nhậu nhẹt nhiều về lại gia đạo lộn xộn ha, cẩn thận một tí xíu. Rồi tiếp tục đến tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất. À, tháng Giáp Tuất thì là thuộc hỏa, mà mệnh của các anh các chị Ất Mão thì là thủy, như vậy là thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sẽ gặp đôi chút khó khăn, cẩn thận cái phần sức khỏe của bản thân. Thiên can thì giáp ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, à và giáp ất thì cùng hành mộc, cho nên là công việc tiếp tục là được tốt đẹp. À, như vậy là các anh mà Ất Mão nam mạng với cái sao Mộc Đức chiếu mạng thì có mấy tháng liên tiếp phần thiên can tốt đẹp như vậy thì rất là dễ sinh sôi tài lộc, à có tài lộc ha, còn các chị thì cũng không đến nỗi nào đâu. À, địa chi Tuất Mão là lục hợp, thuộc nhóm lục hợp, nó không những tốt cho gia đạo mà nó còn tốt cho cả công việc. À, rõ ràng là tháng này chị chú tháng ấn chính thì chị chủ yếu là bổn mạng vì thủy khắc hỏa, nhưng mà dù sao là mình khắc tháng thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, có cái bổn mạng của mình đi nữa thì nó cũng không quá lung lay mà nhẹ nhàng được. Địa chi lục hợp, thiên can thì không xung không hợp nhưng mà cùng hành mộc, chắc chắn là sẽ có tài lộc tiếp tục giống như tháng tháng 7 và tháng 8. À, tiếp tục là tháng 9 rồi tới tháng 10. Tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019, tháng 10 âm lịch đó thì là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy mệnh cũng sẽ giống tháng 9, thủy khắc hỏa, à bổn mạng khắc tháng, bổn mạng gặp chút khó khăn, cẩn thận về mặt sức khỏe một tí xíu. Do hai gặp hai tháng hỏa liên tiếp cho nên là tháng này các anh các chị cẩn thận hơn, có thể là sẽ bị nếu không cẩn thận sẽ coi chừng sẽ bị phạm thân ha, tai nạn phạm thân, nhưng mà chắc là không đến nỗi là khó khăn nguy nan. Mình có bổn mạng thì có bị suy yếu, tuy nhiên là không bị nguy nan. Thiên can thì chữ ất với chữ ất đồng hành mộc, công việc hanh thông không có chướng ngại, tốt, tiếp tục tốt cho công việc. Rõ ràng là với 6 tháng cuối năm là 4 tháng liên tiếp các anh các chị Ất Mão gặp nhiều may mắn hanh thông trong công việc, đặc biệt là các anh với sao Mộc Đức thì rất dễ sinh tài lộc từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 này. À, tháng 10 là tháng Hợi, như vậy Ất Mão là thuộc nhóm tam hợp Hợi Mão Mèo Mùi, đây là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. À, như vậy thì rõ ràng là thuận lợi ngon lành ha. À, rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Tý. À, tháng này là tháng thủy, như vậy xét với về mệnh là thủy đồng hành, à ok không có vấn đề gì hết. Xét về chủ thiên can thì ất bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, à ất thì thuộc mộc, bính thì thuộc hỏa, cho nên thuộc dòng tứ sinh hỏa, mộc sinh hỏa, cho nên là coi như là cũng có sự tốt đẹp trong công việc chứ không có đến nỗi là xấu gì cả. À, địa chi thì tý mão, tý ngọ mão dậu, tý mão thì là thuộc nhóm tự hình. À, ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu. À, đó là về cách dễ thích dễ hiểu nhất. À, cho nên là tháng này chắc chắn có xung khắc trong gia đạo, à không có vui vẻ cho lắm, đặc biệt là các chị nữ với sao thủy diệu thì con cái ở trong tháng 11 này sẽ đem đến cái sự buồn phiền cho các chị, nhất là con trai dưới 18 tuổi ha, cho nên là cần cẩn thận. Tiếp tục là tháng 12, tháng Đinh Sửu, tháng 12 âm lịch, tức là tháng chạp của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Đinh Sửu, tiếp tục là một tháng thủy, như vậy mệnh là thủy đồng hành, bổn mệnh sức khỏe tốt. Rõ ràng là nhiều cái tín hiệu tích cực. Thiên can ất
ghi đinh thì không xung không hợp là thái cân bằng tự chủ. À, tiếp tục là một tháng công việc không có vấn đề, không và nạp âm ngũ hành của Ất là mộc, đinh là hỏa, cho nên là thuộc dòng tương sinh hỏa, mộc sinh hỏa, cho nên là tiếp tục là một tháng có tài lộc nhưng không quá lớn. Như vậy thì xét 6 tháng cuối năm với cái trụ thiên can, trụ chính về công việc thì rõ ràng rằng là không được tương hợp, toàn là được nào là không có xung khắc về mặt tử vi, được tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành không. Như vậy thì rõ ràng là công việc trong 6 tháng cuối năm đối với người Ất Mão nam mạng thì quá anh thông rồi với cái sao thủy, cái sao mộc đức chiếu mạng sao chủ. Còn các chị nữ thì từ đầu năm bây giờ gặp nhiều chuyện buồn phiền thì không chủ là trong công việc mà chủ ở trong cái việc gia đạo và các mối quan hệ, thì với cái thiên can, cái trụ thiên can của 6 tháng cuối năm không bị xung khắc này thì rất dễ sinh tài lộc, công việc sẽ bắt đầu ổn định và hanh thông. Còn xét về địa chi của cái tháng 12 âm lịch là Sửu Mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy thì về cái trụ địa chi của 6 tháng cuối năm thì các chị Ất Mão sẽ phải để ý tháng 8 và tháng 11 một tí xíu, đặc biệt là với tháng 8 bị lục xung, còn tháng 11 thì tự hình nó sẽ nhẹ hơn. Là các chị thì em sẽ phải để ý các cậu con trai dưới 18 tuổi sẽ đem lại nhiều cái buồn phiền cho các chị ha, chứ còn không có việc gì nhiều. Bổn mạng thì không đến nỗi nào gặp nguy nan, có bị gọi là có đi nữa thì mình khắc tháng thì bổn mạng của mình chỉ bị suy yếu chứ không nguy. Như vậy thì đối với cả nam và lẫn nữ, Ất Mão sinh năm 1975 thì cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 là những cái tháng khá tốt đẹp chứ không có gặp bất cứ cái khó khăn nào quá lớn. Hy vọng rằng với 6 tháng cuối năm hanh thông như thế này, các chị sẽ hoán đổi được cái sự bất lợi, sự buồn phiền của mình ở 6 tháng đầu năm. Còn các anh thì tăng tốc để mà hưởng lại cái sao mộc đức sao chủ đem lại cho mình. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 cho những người Ất Mão. Nếu các anh chị xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Hợi. Ất Mão sinh năm 1975 biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video tiếp theo, có thể về tử vi của người thân, bạn bè hoặc là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.